Ngọc Thủy Thanh Ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tin tức tại Atlanta được cập nhật hàng ngày trên đài VVTV. Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Viet Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Viet Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Bản tin đầu tiên cho biết hai người ở Metro Atlanta bị buộc tội sử dụng con nuôi để làm phim khiêu dâm trẻ em. Hai người ở Walton County bị bắt và đang đối mặt với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em vì những hành vi mà cảnh sát nói rằng họ đã làm với con nuôi của họ. Tháng trước, sở cảnh sát Walton County đột kích vào một ngôi nhà trong cộng đồng Loganville, nơi họ tin rằng một người đàn ông đang tải nội dung khiêu dâm trẻ em xuống. Khi phỏng vấn anh ta, nghi can thừa nhận thu thập phim khiêu dâm trẻ em và khai ra nghi can thứ hai ở Oxford. Nghi can nói với cảnh sát rằng nghi can thứ hai đang làm phim khiêu dâm trẻ em với ít nhất một đứa trẻ đang sống trong nhà anh ta. Danh tính của nghi can đầu tiên vẫn chưa được công bố. Cảnh sát đã nhận được lệnh bắt giữ đối với cả hai người đàn ông trưởng thành sống trong nhà, gồm William D. Chillock, 32 tuổi, và Zachary Zakharbay, Zillock, 35 tuổi. Cơ quan dịch vụ gia đình và trẻ em của Walton County tham gia cùng cảnh sát trong việc đột kích vào ngôi nhà để giúp bảo vệ hai đứa trẻ trong nhà. Sau khi bảo đảm những đứa trẻ được an toàn, các nhà điều tra tìm thấy bằng chứng cho thấy hai người đàn ông, cha nuôi của hai đứa trẻ, đang ghi lại cảnh họ thực hiện hành vi lạm dụng tình dục đối với những đứa trẻ. Hai người đàn ông đang bị giam giữ tại nhà tù Walton County với tội danh lạm dụng tình dục trẻ em, bóc lột tình dục trẻ em và dụ dỗ trẻ em vì mục đích không đứng đắn. William Zorock bị cáo buộc thêm tội lạm dụng tình dục trẻ em. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra của họ đang được tiến hành và các cậu bé hiện nay an toàn. Và bản tin tiếp theo cho biết nhân viên nhà trẻ ở DeKalb bị bắt sau khi video cho thấy họ đập đầu một đứa trẻ mới bước đi xuống đất. Hai nhân viên tại một nhà trẻ đã bị bắt sau khi một đoạn video xuất hiện cho thấy một trong hai người này đấm vào mặt một đứa trẻ mới biết đi. Sở cảnh sát DeKalb County nói rằng Autumn Carney và Benetta Glover đều tự nộp mình. Hồ sơ nhà tù cho thấy hai phụ nữ đều bị buộc tội tàn ác với trẻ em ở cấp độ 1. Carney tự đầu thú tại nhà tù vào hôm thứ Hai ngày 1 tháng 8 và Glover tự đầu thú vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 8. Christine Collier, mẹ của đứa trẻ, nói rằng trong ngày 6 tháng 7, con trai 3 tuổi của cô về nhà với một cái hàm xuyên tấy và có vẻ đau đớn khó chịu. Sau khi nhìn thấy vết thương của con trai, Collier đối mặt với các giáo viên và yêu cầu xem video giám sát của nhà trẻ. Cô cũng cho con trai nghỉ học ở nhà trẻ và gọi cho cảnh sát. Khi Collier được phép xem đoạn video, cô nói những gì cô nhìn thấy, ruột gan cô nhộn nhạo và cô muốn ói. Trò chuyện với đài WSBTN, cô Collier cho biết, "Tôi cảm thấy rất ghê tởm, rất thất vọng. Vì đây là dịch vụ chăm sóc trẻ em vào ban ngày của nhà thờ. Tôi tin tưởng rằng những người này sẽ chăm sóc con mình chu đáo." Trong đoạn video mà cô Collier chia sẻ với đài WSBTN, một giáo viên xuất hiện xách tay cậu bé 3 tuổi lên, sau đó giữ đứa trẻ chỉ bằng chiếc áo và cuối cùng ném nó xuống sàn. Cô Collier nói, "Một giáo viên truyền con trai tôi từ bên hông trái sang bên hông phải nhiều lần như vậy. Tôi đoán là để nó không làm ồn." Và đài Channel 2 đến nhà trẻ để đặt câu hỏi về cuộc điều tra. Tuy nhiên, người mở cửa từ chối bình luận và đóng sầm cửa lại. Sang qua bản tin cho biết nạn nhân lên tiếng cảnh báo khi chi phiếu gửi vào hộp thư trước bưu điện bị thay đổi số tiền. Những người gửi chi phiếu vào hộp thư trước bưu điện ở North Walton County sẽ thấy số tiền bị lấy ra lên tới là hàng ngàn Mỹ Kim so với số tiền vài trăm Mỹ Kim được viết ban đầu. Giờ đây, nếu ai đến bưu điện Webbridge ở Floretta, có thể nhận thấy các hộp thư bên ngoài bưu điện đã được dán băng nhựa, cấm mọi người sử dụng. Hành động được đưa ra trong khi nhóm thanh tra bưu điện đang điều tra các báo cáo về việc thư bị đánh cắp từ các hộp thư này. Cô Penny Love cho biết vào ngày 15 tháng 6, chồng cô bỏ một lá thư vào một hộp thư phía trước bưu điện Webbridge. Trong lá thư là chi phiếu trả cho một công ty cắt cỏ. Đến ngày 5 tháng 7, chồng cô nhận thấy một khoản thanh toán đến qua ngân hàng, nhưng số tiền trên chi phiếu đã bị thay đổi từ 200 Mỹ Kim thành 2.000 Mỹ Kim. Rất may là hai vợ chồng cô Penny Love phản ứng rất nhanh. Họ lập tức gọi ngay cho ngân hàng của mình và đóng băng tài khoản. Giờ đây cô hy vọng bưu điện đã điều tra xong và hiểu được bằng cách nào mà ai đó có thể đánh cắp chi phiếu của chồng cô. Theo một bài đăng trên ứng dụng Nextdoor, có nhiều người khác cũng bị đánh cắp thư từ và tài khoản ngân hàng của họ gần đây cũng bị xâm phạm. Họ xác nhận đã bỏ thư có kèm chi phiếu tại một hộp thư màu xanh lam bên ngoài bưu điện Webbridge. Cô Penny Love thắc mắc rằng nếu kẻ trộm không có được chìa khóa để mở hộp thư thì làm sao thư từ bị mất cắp? Sở Cảnh sát Alpharetta xác nhận họ nhận được các cuộc gọi có liên quan đến gian lận chi phiếu sau khi họ nhận được lá thư kèm chi phiếu tại bưu điện Webbridge. Bản tin tiếp theo, một người thiệt mạng vì nổ súng tại công viên Rosa Burney. Một vụ xung đột xảy ra trong lúc chơi bóng tại công viên phía tây nam Atlanta dẫn đến vụ nổ súng khiến cho một người đàn ông 30 tuổi thiệt mạng, 5 người khác bị thương vào tối hôm qua. Các nhà điều tra của nhà cảnh sát Atlanta cho biết vụ nổ súng xảy ra trước 7 giờ tối tại trung tâm giải trí Dunbar trong công viên Rosa Burney thuộc phía nam thành phố Atlanta. Những người xung đột đã tham gia chơi bóng chày hoặc bóng mềm trước khi xảy ra nổ súng. Trong số những người bị thương có một trẻ em 6 tuổi hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Nạn nhân được chuyển đến phòng chăm sóc sức khỏe bệnh nhi thuộc bệnh viện Element tại Atlanta. Rất đông người có mặt tại công viên khi xảy ra vụ nổ súng. Cảnh sát hy vọng sẽ có người cung cấp thông tin liên quan đến vụ nổ súng này. Trong khi đó, rất nhiều thành viên trong gia đình nạn nhân đến bệnh viện Grady Memorial khiến cho cảnh sát phải giải tán họ. Nhà chức trách chưa bắt giữ bất kỳ ai, cũng không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến các nạn nhân và nghi can. Những người biết thông tin về vụ nổ súng được yêu cầu gọi cho nhà cảnh sát Atlanta. Và nói về bản tin cho biết cựu Tổng thống Donald Trump xem xét việc ủng hộ thống đốc Georgia. Trong lúc cựu Tổng thống Donald Trump đọc diễn văn tại hội nghị bảo thủ chính trị tại thành phố Dallas, đài truyền hình Fox News Digital đặt câu hỏi liệu ông có ủng hộ thống đốc Brian Kemp trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 hay không? Và ông trả lời rằng sẽ xem xét lại điều này. Trước đó, cựu Tổng thống Trump phẫn nộ phản đối thống đốc Brian Kemp vì đã chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden tại Georgia sau cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020, trong lúc ông Trump liên tục cáo buộc gian lận cử tri khiến ông thất bại trong việc tái ứng cử. Đương kim thống đốc Brian Kemp đánh bại ứng cử viên David Perdue, người được ông Trump hỗ trợ, giành số phiếu khổng lồ lên đến là 73,7% trong cuộc bầu cử sơ bộ sôi nổi vào tháng 5. Ông sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử mạnh mẽ với bà Stacey Abrams, ứng cử viên của đảng Dân Chủ tái tranh cử chức thống đốc. Bà Abrams cũng là người chưa bao giờ chính thức công nhận đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018. Một số ứng cử viên được ông Trump ủng hộ đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ trên toàn quốc của đảng Cộng Hòa, gồm có bà Carrie Lake ở Arizona, bà Judy Dixon ở Michigan và ông Dan Cox ở Maryland. Ảnh hưởng của ông Trump đối với đảng Cộng Hòa vẫn mạnh mẽ. Cuộc thăm dò ý kiến của Hội nghị Bảo thủ Chính trị cho thấy ông Trump được 69% số người tham dự ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ giả định chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2024. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức địa phương hôm nay của chúng tôi. Ngọc Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Kính chúc quý vị một ngày an lành. Thân ái, kính chào.